chào mừng anh chị đã đến với kênh nhà đầu tư tài chính tự do thì đây là một kênh youtube để hỗ trợ anh chị về những kiến thức đầu tư cũng như là đưa ra những cái nhận định về thị trường và về những mã cổ phiếu nhằm giúp anh chị đầu tư tốt hơn thì ngày hôm nay là một ngày đầu tuần thì em xin làm một cái video để nhận định về thị trường chung của chúng ta thì có thể nói là phiên ngày hôm nay là một phiên mà thị trường giảm điểm giảm rất là mạnh đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi qua một cái về bản điện trước thì ngày hôm nay thị trường chúng ta giảm khoảng 1,5% năm phần với mức thanh khoản là bảy năm tỷ thì có thể nói là theo những lý thuyết Và cũng như là theo những cái nhìn nhận Về cái cách mà tạo lập ngày hôm nay nó đánh Thì rõ ràng ngày hôm nay là một phiên phân phối đỉnh à, Phiên phân phối đỉnh là sao à, Tức là là một phiên mà thị trường giảm điểm à, Với khối lượng cao hơn ngày hôm trước à, Cũng như là có những cái dấu hiệu của việc kéo xả Thì rõ ràng là ngày hôm nay là thị trường đã có một cái nhịp kéo xả Chúng ta cùng xem cái Cái đồ thị Vini 5 phút nè anh chị nhìn nè đó là hầu như là có thể nói là trong cả một phiên buổi sáng à, thì có những cái nhịp kéo lên sau đó đạp xuống, kéo lên đạp xuống. Anh thấy không? À, kéo lên. À, cho tới 1 giờ, à, tức là sau khi phiên nghỉ trưa à, thì thị trường nó còn ở giữ cái mức là 905 điểm. À tuy nhiên sau một giờ thì có thể nói là gì? À, là nó rơi rất là nhanh. À, có thể nói là đi lên bằng bằng thang bộ và đi xuống bằng thang máy. Thì nó rơi rất là nhanh thế này. Thì đây là một dấu hiệu của hiện tượng kéo xạ à, kéo xạ Đặc biệt là khi anh chị nhìn vào những cái dòng cổ phiếu à, những cái mã cổ phiếu trong VN30 đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng cũng như là nhóm ngành bất động sản thì em nghe ngày hôm nay cái dấu hiệu chốt lời khá là nhiều dấu hiệu chốt lời khá là nhiều thì một lát nữa có thể là chúng ta sẽ đi qua sâu hơn về cái cái đồ thị kỹ thuật của nó để mình có thể biết là là mình chúng ta nên làm gì trong cái phiên ngày hôm nay và phiên ngày mai tức là trong tuần này thì có thể nói là nhìn chung khi mà thị trường gặp những cái ngưỡng kháng cự quanh vùng 900 này thì có những cái vùng rung lắc thì mình cũng đã có được những góc nhìn trước đó ý là tức là chúng ta cũng đã biết được đây là một cái ngưỡng là gì, là kháng cự tâm lý cũng như là những ngưỡng kháng cự về kỹ thuật khá là cứng, mà hầu như là trước đó thị trường vẫn chưa vượt qua được. Đó, trước đó vn chúng ta vẫn chưa vượt qua được cái vùng giá 900 này, 900, 905, thì phiên ngày hôm nay là một phiên phân phối anh chị nhìn nè khối lượng cao hơn ngày hôm trước đó, khối lượng ngày hôm nay dao động là 382 triệu đơn vị cổ phiếu, cũng như là tạo ra một cái nến đóng cửa thấp nhất ngày. À, thì có thể nói là đây là một cái nến khá là xấu và thông thường sau những cái nến này là tiếp tục có những cái nhịp giảm điểm tiếp tục có những cái nhịp giảm điểm thì một lát nữa mình sẽ phân tích sâu hơn xem là cái kịch bản sẽ như thế nào đó. thì mình nhìn qua những cái cổ phiếu trong vn30 này hôm nay chị nhìn vào vn30 thì có 27 mã giảm một mã tăng và hai mã tham chiếu thì một mã tăng duy nhất đó chính là gì là cổ phiếu vinamilk là do khối ngoại mua rồng khá là nhiều ngày hôm nay đa phần cổ phiếu đều bị bán rồng chỉ có vinamilk được mua rồng thôi còn lại là những cổ phiếu đã có những cái nhịp tăng nóng trước đó. Đặc biệt là những cái nhóm ngành ngân hàng khi mà nó chạm những cái ngưỡng kháng cự phía trên đó, thì nó cũng đã bị chốt lời rất là nhiều, bị chốt lời rất là nhiều. Anh chị nhìn nè, như là CTG nè. Tức là lúc trước em cũng hôm trước em cũng có nói là CTG vùng này là một cái vùng kháng cự cổ phiếu này thì nó cũng đã bị chốt lời ngày hôm nay khá là nhiều. MB Bank nè, BID nè, Vietcombank thì ngày hôm nay ngày hôm nay cũng là có những cái mức giảm điểm À, ngày hôm nay cũng có thể nói là gì là sau khi nó bức nền đi lên với khối lượng cao à, thì nó cũng đã gãy về, nó quay lại cái vùng nền trước đó của nó nè. Tương tự như vậy thì đa phần những mặt ngân hàng như là Techcombank, VVBank, à, BVH đồ tất cả đều đã gì à, đã gãy khá là sâu, à, đã gãy khá là sâu. Còn một số những cái mã cổ phiếu à, mà nó có những cái câu chuyện phía sau à, thì hôm nay nó giảm không có nhiều. Và với khối lượng thấp ví dụ như là con VIP này. À VIP này sắp tới thì có có cái câu chuyện chi cổ tức. Đó. cũng như là những cái mã cổ phiếu mà có cái câu chuyện chuyển sàn như là lb bank hay là acb acb thì hầu như là nó gì nó giữ giảm điểm với một cái mức thanh khoản khá là thấp thì mình cũng có thể là tiếp tục theo dõi còn hiện tại thì với cái vùng rung lắc này thì khả năng rất là cao thị trường chúng ta sẽ tiến về những cái vùng giá hỗ trợ phía dưới à, là quanh vùng hỗ trợ là 880 ở đây thì cái vùng hỗ trợ 880 này sẽ là cái vùng mà có một cái lực cầu đỡ lên À, tuy nhiên để xem là thị trường có gãy hay không Thì chúng ta phải xem Tức là chúng ta phải coi cái lực cầu vùng này Nó có hấp thụ được cái lực cung từ trên xuống hay không à, Và nó có tạo lại những cái điểm cân bằng à, Khi đó mình mới cân nhắc xem là thị trường chúng ta Có tiếp tục tiến lên hay không Thì à, sáng ngày hôm nay à, Sáng ngày hôm nay thì em cũng đã có làm Một cái nhận định cho anh chị mình Em cũng có nói tới cái việc là Thị trường hoàn toàn có thể có những cái nhịp rung lắc Tại vùng 900 Đây. Em viết là vùng 900 là điểm Tức là chắc chắn là nó sẽ không vượt qua được ngay đó là một cái điều chắc chắn bởi vì bản chất vùng 900 này là một cái vùng kháng cự cực kỳ mạnh ở phía trước. Thì em có nói là nó sẽ mất một thời gian để thị trường hấp thụ hết lực chốt lời của nhà đầu tư. Nếu mà thị trường tiếp tục tích lũy trở lại đi ngang một thời gian, thì khi đó nó sẽ có những cái phiên test cung lại nè. Thì nó sẽ hướng tới cái vùng 920 930. À tuy nhiên bản thứ hai là nếu mà thị trường có những cái diễn biến xấu hơn khi tâm lý nhà đầu tư hoang mang. À, thì gây ra cái áp lực bán tháo thì khả năng là sẽ điều chỉnh về những vùng là 870, 880 và đỡ giá tại cái vùng này à, thì mình cũng đã đưa ra những cái kịch bản và chúng ta sẽ gì, chúng ta tuân theo những cái kịch bản này và chúng ta làm theo thôi à, tức là khi mà chúng ta phát hiện có một cái lực bán tháo, những cái dấu hiệu sau một giờ thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc bắt đầu là gì, là chốt lời một số những cái mã cổ phiếu mà đã có được cái lợi nhuận trước đó khá là tốt hầu như là đa phần anh chị nào mua ở những cái vùng dưới này đều có một cái lợi nhuận rất là tốt rồi anh chỉ nhìn cái phiên này thì nó khá giống với cái phiên này à tức là trước đó Vini nó cũng khi chạm 900 trăm thì nó cũng bắt đầu giữ giá ở đó tầm à tầm hai phiên ba phiên à, và sau đó nó có một cái phiên à, giảm rất là mạnh à, giảm tới hơn ba phần trăm và với khối lượng là cái đó là, là rất là cao thì đây là một phiên trong phân tích kỹ thuật mà người ta gọi là phiên up -thead. à tức là phiên à, <laughs> à có thể nói đây là phiên tăng giả tức là tăng giá giả hầu như là gì đầu phiên nó có một cái lực tăng nhẹ và sau đó gì cuối phiên nó bị đạp trở lại thì đây là một cái dấu hiệu của của sự phân phối à, thì đây là một phiên phân phối của thị trường chúng ta không thể phủ nhận điều đó và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát à, cái vùng hỗ trợ dưới 8840 này à, xem là là thị trường những phiên ngày hôm tới nó sẽ phản ứng như thế nào à. về bản chất thì thị trường chúng ta cũng đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh Và em cũng đã nói là gì à là trong tăng sẽ có chỉnh à, thì đó là một cái điều hết sức là bình thường à, tuy nhiên mình phải xem là những cái vùng những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này à, nó có được đỡ giá hay không nó có được đợi giá tốt hay không? À, nếu mà nó không được đợi giá thì khả năng rất là cao à, nó sẽ còn à, nó sẽ còn rơi về về những cái vùng phía dưới à, rơi về những cái vùng phía dưới nữa. Tuy nhiên nhìn qua thị trường à, nhìn qua thị trường thì ngày hôm nay đa phần những mà cổ phiếu trụ à, cũng như là midcap à, đều giảm điểm. À, có một số dòng à, dòng đặc trưng thôi. Và ngày hôm trước mình cũng đã có phân tích trong cái video trước đó đó. À, chứ là dòng bất động à, dòng thủy sản à, dòng thủy sản. thì ngày hôm nay thủy sản cũng tăng khá là tốt cũng như là dòng nông nghiệp à, về nông nghiệp thủy sản thì ngày hôm nay hầu như là có dòng tiền tham gia rất là nhiều thì chúng ta có thể quan sát những cái gì phía sau những cái gì phía sau của những cổ phiếu này thì mình nhìn thủy sản ngày hôm nay à là VHC thì có thể nói là VHC là trước đó nó đã chạy rồi à, trước đó nó đã chạy rồi và VHC nó cũng nằm trong cái danh mục của em khuyến nghị từ những cái vùng giá phía dưới này à, từ những cái vùng giá quanh vùng 39 à, 38 39 thì ngày hôm nay đã có những thời điểm nó lên được tới cái vùng giá là là 42.6 thì nó cũng đã đạt được những cái mục tiêu của mình đề ra ban đầu à là MBC ngày hôm nay cũng tăng khá là tốt tức là có sự tham gia của dòng tiền à tuy nhiên nó có một cái nến rút chân ở phía trên đây tuy nhiên cái nến này có một cái nến rút chân ở phía trên thì chứng tỏ là khi mà thị trường à, khi mà thị trường có những cáp được bán tháo thì những mã cổ phiếu này nó cũng gì à nó cũng phải buộc buộc phải bị bán theo à, buộc bị bán theo ANV ngày hôm nay tăng rất là tốt à, ANV ngày hôm nay tăng trần với khối lượng rất là cao à, khối lượng có thể nói là gì là cao hơn trung bình trung bình của mười ngày là gấp bốn lần cao gấp bốn lần thì cũng cho thấy là dòng tiền nó bắt đầu tham gia vào những mã cổ phiếu này. Thì thông thường sau đó thì nếu mà gì nếu mà ngày mai thị trường chúng ta xấu tức là nó tiêu cực á thì nó sẽ rơi về những cái vùng giá là quanh vùng à quanh vùng là 17.6 và sau đó test lại. tức là nó rơi test lại cũng là cái ngưỡng kháng cự MA 200 của mình và sau đó nó sẽ bật lên. bởi vì nếu mà khi có dòng tiền tham gia mà cổ phiếu nó không nó chỉnh mà không quá mạnh á, tức là nó chỉnh với khối lượng thấp thì khả năng những cái nhịp phía sau nó vẫn còn được kéo, vẫn còn kéo được. Đây là FMC này FMC thì mình cũng đã phân tích trước đó rồi. FMC là cái mã trong cái nhóm ngành thủy sản nó chạy trước, nó nó chạy trước cái cổ phiếu kia. À, thì ngày hôm nay nó cũng đã có những cái nhịp tăng. À, tuy nhiên về cuối phiên nó tạo một cái nến khá là xấu. Thì khả năng cái vùng giá 33 chính là vùng đỉnh ngắn hạn của FMC. À, FMC. Thì anh chị nào có hàng chúng ta canh chốt lời ra, ta canh chốt nha. CMX, à, CMX thì ngày hôm nay cũng tăng rất là tốt Tức là đa phần những mà cổ phiếu trong ngành thủy sản à, Đặc biệt là có một số những cái thông tin tích cực à, về EVFTA Thì đều có những cái nhịp tăng rất là tốt À, về dệt mai thì đã, nó cũng không bị giảm quá sâu Anh chị nhìn là dệt mai không bị giảm quá sâu Bởi vì bản chất nó cũng là những mã cổ phiếu à, Sẽ được hưởng lợi trong cái đợt này Thì à, có thể nói là khi mà thị trường chúng ta à, Khi mà thị trường chúng ta bước vào những cái nhịp điều chỉnh à, Cũng như là những cái nhịp giảm điểm Thì cái điều quan trọng nhất mà anh chị phải lưu ý cho em là gì à, Là cái thứ nhất Là đối với những mã cổ phiếu mà mình đang nắm giữ à, Thì chúng ta phải bắt đầu cân nhắc À, tìm kiếm những cái vùng hỗ trợ cứng của nó à, nếu mà nó đã đạt được một cái phần lợi nhuận nhất định rồi à, thì anh chị nên canh chốt ra à, tại những cái vùng kháng cự à, đó là cái thứ nhất à, cái thứ hai là chúng ta phải luôn quan sát thị trường chung à, vì 3 phần tư những cổ phiếu đều biến động theo thị trường chung à, thì khi mà thị trường chung chúng ta điều chỉnh thì khả năng rất là cao à, những cổ phiếu khác cũng sẽ điều chỉnh à, chỉ có riêng biệt tức là một số những cái nhóm ngành là một phần tư những cổ phiếu còn lại thì nó sẽ chạy à, nó sẽ chạy ngược với thị trường à, thì đó sẽ là một trong những cổ phiếu mạnh nhất thị trường thì lúc này tức là lúc mà thị trường chúng ta điều chỉnh là lúc mà chúng ta sẽ theo dõi được những mã cổ phiếu nào đang mạnh hơn thị trường và sau khi thị trường nó chỉnh xong và nó hồi phục trở lại thì những cái nhóm ngành đó sẽ là những nhóm ngành tăng mạnh nhất đó là cái cách mà anh chị mình có thể đầu tư tức là chúng ta khi mà thị trường điều chỉnh đó chúng ta không rời bỏ thị trường à mà chúng ta vẫn luôn quan sát chúng ta vẫn luôn theo dõi những mã cổ phiếu nào mà đem lại những cái nguồn lợi nhuận tốt tức là nó tăng nó tăng được điểm hoặc là nó giữ giá nó hình thành những cái vùng tích lũy khi mà thị trường chúng ta giảm điểm thì đó chính là những cái mạng cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm à, sau cái nhịp mà thị trường hồi phục cũng như là chúng ta có thể thăm dò dần à, bởi vì nó cho thấy một cái điều gì là khi mà các lực bán xuống à, mà giá cổ phiếu không giảm thì chứng tỏ là có một cái lực cầu ở phía dưới đỡ vào à, đỡ vào giá cổ phiếu thì lúc này có thể chứng minh được là đội lái họ nắm một cái lượng hàng nhất định và họ mua một cái giá trung bình ở một cái mức khá là cao và họ không thể để giá cổ phiếu à, nó rời khỏi những cái vùng giá đó được thì đó là cái cách mà anh chị có thể nhận biết được là những mã cổ phiếu nào đang có cái dấu hiệu là mạnh hơn thị trường rất là nhiều những cái mã cổ phiếu mạnh hơn thị trường được rồi mà em đã tham gia trong những cái nhịp chỉnh của thị trường như anh chị nhìn à, như là Wins đợt đó em cũng có tham gia tức là những cái nhịp mà thị trường điều chỉnh và sau đó hồi phục này anh chị theo thị trường điều chỉnh thì Wins lại đi lên và em thường nói là đây là cái hiện tượng là phân kỳ tức là phân kỳ vừa giữa VN Index và phân kỳ giữa giá cổ phiếu thì đây là một cái tín hiệu khá là chuẩn xác và em đã đã thực hiện cái này khá là nhiều lần tức là mình đã dùng cái kinh nghiệm của mình và mình đầu tư thì mình cũng đã dùng cái cách này mà mình kiếm được rất là nhiều tiền tức là mình vẫn mình vẫn có thể kiếm tiền được trong thị trường giảm điểm à, thì đó là một cái cách tức là khi mà thị trường giảm điểm nhưng mà nó lại gì à, nó lại giảm không quá sâu anh chị nhìn nè à, thị trường rơi à, thị trường rơi à, tạo một cái đáy sau à, đáy sau cao thấp hơn đáy trước đây mình nhìn à, nhưng mà quy nẻ thì lại kéo lên À, lại tăng thì rõ ràng đây có một sự phân kỳ anh chị thấy không à, đó là một số những cái mã cổ phiếu hay là ví dụ như là những mã như là Nam Long thì hầu như là Nam Long là một cổ phiếu mà mang tính chất là bao cung khá là nhiều à, tức là đội lái nắm một lượng lớn cổ phiếu này à, tuy nhiên khi mà thị trường giảm điểm Nam Long nó vẫn duy trì đi lên à, thì anh chị thấy là sau đó Nam Long đã có những cái nhịp bước phá à, thị trường giả nhưng mà Nam, Đông, Nam Long vẫn là nâng đáy dần và nâng đáy cao dần và đi lên thì những cái nhịp phía sau này dòng tiền vẫn tham gia vào và nó vẫn âm thầm đi lên từ những cái vùng giá 24.5 nó lên vùng 27.6. Trong phiên ngày hôm nay Nam Long nó cũng không bị chốt nhiều anh chị nhìn nè. Trong phiên ngày hôm nay Nam Long nó cũng không bị chốt nhiều và khối lượng nó vẫn duy trì khá là thấp thì cho thấy là đây là một mã cổ phiếu mà mà đội lái họ nắm một cái lượng ngàn rất là lớn và họ vẫn chưa để cho họ nhà tư nhỏ lẻ họ họ chốt lời. Tức là nhà tư nhỏ lẻ cứ chốt và họ cứ mua lại vào thôi. Họ mua lại vào. Họ kê những cái lệnh phía dưới. Thì đó là về những cái tương quan về thị trường chung à, chúng ta đi qua một chút những cái tin tức à, để xem là cái phiên ngày mai à, anh chị nên làm việc như thế nào à, để chúng ta có thể là bảo toàn được cái lợi nhuận của chúng ta cũng như là quản trị rủi ro tốt nhất thì đầu tiên là chúng ta nhìn qua một chút về thị trường à, chung khoán thế giới à, thì có thể nói là chung khoán thế giới cũng đã bước vào những cái nhịp chỉnh khá là mạnh à, đặc biệt là là nhóm ngành cổ phiếu công nghệ Nasdaq của Mỹ à, thì mình có thể xem là trong những cái phiên gần đây à, nó bị chốt à, nó đã bị chốt đâu đó là tạm à, Nasdaq đã giảm có thể nói là giảm được sáu phần trăm rồi thế nào Nasdaq đã giảm được 6,4% trong hai phiên giao dịch gần nhất và có thể nói là đây là một cái mức giảm khá là sâu. Đặc biệt là một số những cổ phiếu đã tăng nóng như là Apple, Apple trong đợt vừa rồi giảm rất là sâu hay là Tesla. Đó. Thì ở đây có một cái bài nhận định mà em đọc em thấy cũng khá là hay. À tức là sao? À tức là trong cái tuần này à, thì ở Mỹ nó có một cái ngày à, nghỉ tức là ngày nghỉ vào cuối tuần nó trùng với cái ngày lao động. Thì thông thường anh chị biết là trong những cái ngày nghỉ ở Việt Nam chúng ta cũng có. Tức là trong thị trường chúng ta khi mà hai ngày cuối tuần thông thường à, sẽ có một cái đội sẽ có một cái đội vào à, và họ chốt lời dần ra bởi vì họ sợ rằng hai ngày cuối tuần nó sẽ có những cái tin tức xấu sẽ có những cái tin tức xấu cả cơ sở lẫn phái sinh bởi vì sao bởi vì phái sinh đó là họ đang nắm nếu mà họ đang cầm cơ sở thì vào cuối tuần thì họ sẽ bắt đầu họ sọt phái sinh họ sọt phái sinh thì cái điều này làm cho chỉ số, phái, chỉ số phái sinh nó giảm điểm thì tức là họ buộc phải cơ sở phải bán theo cơ sở bán theo tức là nhằm họ cân lại cái tài khoản của mình họ đề phòng rằng trong cuối tuần nó có tin xấu ra cái thứ hai tuần sau nó mở gáp down thì họ có thể kiếm được một cái phần lợi nhuận từ từ phái sinh để bù lại cho cái phần lỗ cơ sở thì đó là một cái cách mà rất là nhiều những nhà đầu tư lớn tức là người ta đầu tư với số tiền lớn thì người ta dùng nó để quản trị rủi ro cho mình thì thì khi mà những cái ngày nghỉ thế này thì khả năng mà thị trường sẽ có một cái áp lực bán nữa à, một, một cái áp lực bán nữa là rất là cao rất là cao bởi vì thị trường mỹ nó cũng đã giảm hai phiên rồi và theo một cái quy tắc gọi là quy tắc 3 ngày mà người ta đã nghiên cứu trước đó thì thông thường cái việc bán tháo phải mất tới 3 ngày để loại bỏ những cái nhà đầu tư bán tháo và bị hoảng loạn. Thì khi đó thị trường nó bắt đầu là ổn dần. Thì chúng ta mới có thể là cân nhắc tham gia trở lại. Thì nếu mà Mỹ, nếu mà Mỹ ngày hôm nay, nếu mà tối nay Mỹ đóng cửa à mà với giá đỏ và giảm sâu nữa, tức là tương tự với ngày hôm trước thì khả năng ngày mai đầu phiên một áp lực bán tháo rất là lớn sẽ xảy ra. Một áp lực bán tháo lớn xảy ra. Nhưng mà khi mà em đã nói là dù thị trường như thế nào à dù thị trường như thế nào thì em vẫn luôn đồng hành với anh chị trong từng cơn sóng của nó. Chúng ta không nên để mà chúng ta bị hoang mang. À, tức là khi mà chúng ta bị hoang mang và chúng ta bán tháo cổ phiếu à, thì thông thường chúng ta sẽ gì? À chúng ta sẽ có những quyết định sai lầm. À, chúng ta sẽ có những quyết định sai lầm. Em ví dụ như là cái thời điểm này, à, cái thời điểm mà thị trường nó lên về những cái vùng 900 trăm, à, lên những cái vùng 900 thì em cũng có nói là gì? Em cũng có nói là nếu mà anh chị nào mà chưa chốt lời ở những cái vùng phía trên này, mà cái phiên này á, mà nó rơi xuống sau thế này á, thì phiên ngày mai à, nếu mà đầu phiên nó mở gấp đau thì anh chị cũng đừng nên bán anh à, chị cũng đừng nên bán bởi vì thường là đầu phiên là tâm lý nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái thông tin bên ngoài tức là bên lề bởi đau cho bởi những cái thông tin tiêu cực mà báo chí nó đăng thì khi đó sẽ làm cho nhà đầu tư người ta bán bán rất là nhiều và làm thị trường mở một cái gap down à, nhưng mà những cái lực bán đó nếu mà nó không đủ tức là nó không đủ được cái khối lượng cái khối lượng thấp á, thì khả năng ở những cái nhịp đó, ở trong phiên ngày hôm đó luôn nó sẽ có những cái nhịp hồi lên lắp lại cái gap down ngày hôm đó thì đó là gọi là một phiên test lại trong cung à, test lại trong phiên thì anh chị nhìn này là phiên ngày hôm ngày hôm 11 tháng 6 là một phiên mà thị trường nó rơi rất là sâu thì phiên này cũng là một phiên ấp anh chị nhìn nè anh ấp ba nè đây là một phiên ấp cho thấy cái dấu hiệu là thị trường đang bị chốt lời à, và là một ngày phân phối của thị trường thì cái phiên ngày hôm sau em cũng nói là anh chị đừng có bán đầu phiên rồi chúng ta nên chờ nó hồi phục tức là tức là khi mà đầu phiên nó giảm quá sâu thì cuối phiên cái khả năng hồi phục rất là cao thì cái phiên ngày hôm sau đó thì nó cũng đã có cái nhịp hồi phục lên à, và sau đó thì à, một cái nhịp hồi phục ngắn à, một phiên, một cái nhịp hồi phục ngắn cho anh chị mình à, chốt ra thì đã có tức là chúng ta không phải bị bán với giá thấp nếu mà anh chị nào bán qua những cái vùng 840 thì anh chị đã bị chúng ta bị lỗ một phần rồi trong khi đó là khi mà chúng ta không bán và chúng ta giữ lại và chúng ta thấy được là cái lực hồi phục bắt đầu vào thì nó đã hồi phục lên 860 870 thì đây là một cái tức là đây là một cái kinh nghiệm cho anh chị tức là em đã nói là khi mà đa phần nhà đầu tư đều nghĩ là thị trường giảm thì nó sẽ tăng bởi vì thị trường này không dành cho số đông chúng ta cũng đã phân tích rất là nhiều lần rồi bản chất là thị trường chúng ta không dành cho số đông chỉ một chỉ một ít những nhà đầu tư à, khi đầu tư thì họ mới có thể kiếm được tiền thôi. À, 95 nhà đầu tư thường là thua lỗ. thì ngày hôm qua thì mình cũng mình đọc được cái um, mình có thể nói là gì à, là chúng ta không nên à, chúng ta không nên nghe theo những tức là mình đã có một cái chỉ báo à, em xem đây là một cái chỉ báo tức là thông thường nếu mà ngày nào mà tất cả những công ty chứng khoán đều đều cho là thị trường tích cực và ngày nào mà tất cả những nhà đầu tư họ đều lạc quan về thị trường thì ngày đó là ngày thị trường có thể điều chỉnh bởi vì anh chị biết là mình cũng đã phân tích rất là nhiều lần về cái hành vi của nhà đầu tư cũng như là hành vi của tạo lập thì cái việc mà tạo lập phân phối được cổ phiếu đó, là họ phải dựa vào những cái yếu tố là gì khi mà nhà đầu tư người ta hưng phấn à khi mà nhà đầu tư hưng phấn thì họ sẽ bắt đầu là gì họ mua vào bất chấp những cái màng cổ phiếu mặc dù họ đang gặp những cái ngưỡng kháng cự phía trên thì khi đó chính là cơ hội để họ bán ra à khi đó chính là cơ hội để họ bán ra bởi vì nhà đầu tư mua vào thì có người mua thì sẽ có người bán và chính như nhà đầu tư nhỏ lẻ là những người mua À, và những nhà đầu tư tổ chức là những cái người bán ra thì đó sẽ hình thành một cái phiên gọi là phiên phân phối thì ngày hôm nay là nó y như rằng à nó y như rằng những cái chỉ báo mà mình đã tức là cái kinh nghiệm của em khi mà em xem những cái những cái phân tích của công ty chứng khoán á, thì mình đã rút ra được là à những cái ngày này à những cái ngày mà thị trường đều tích và tích cực á, và nhà đầu tư đều lạc quan à, nhà đầu tư liên tục hỏi mua những mà cổ phiếu nào à, và tức là họ cảm thấy là thị trường chắc chắn sẽ tăng nữa thì ngày hôm đó sẽ là ngày điều chỉnh ngày hôm đó sẽ là ngày điều chỉnh vì thế là trong một cái đánh giá một cái góc nhìn của em em không bao giờ đánh tức là em không bao giờ đánh giá về một phía à, bởi vì bản chất là mình phải luôn à, mình phải luôn vận động theo thị trường à, chúng ta không nên đoán thị trường sẽ đi đâu à, chúng ta không nên đoán bởi vì chúng ta không biết được đâu bởi vì ngày thị trường mà em thường gọi là Mr. Market tức là chúng ta không nên cãi thị trường. À, nếu mà thị trường nó giảm điểm, à, mà nó đi theo đúng những cái tính chất kỹ thuật của mình, thì chúng ta phải buộc đánh theo chiều giảm. À, còn nếu mà thị trường tăng điểm, thì mặc dù chúng ta nghĩ là nó giảm, nhưng mà chúng ta cũng đừng cãi lại nó, à, bởi vì bản chất là thị trường nó sẽ gì? À, nó sẽ luôn nó luôn đúng. Thị trường luôn đúng. Và chúng ta phải là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chúng ta phải lần theo những dấu chân của những nhà khổng lồ. Tức là những cái nhà đầu tư tổ chức lớn, thì khi đó chúng ta mới có thể là tìm kiếm lợi nhuận trong cái thị trường này. À. Thì một số những cái thông tin khác, ví dụ như là mình cũng đã nói về. À, ngày hôm nay thì khá là nhiều tin tiêu cực ví dụ như là về à, ở Nhật Bản à, thì ngày hôm nay có một cái siêu bão à, nó đã càng quét là năm trăm nghìn năm bốn sáu trăm hộ gia đình thì đây là một cái thông tin cũng tác động khá là tiêu cực đến chứng khoán Nhật Bản à, ngày hôm nay chứng khoán Nhật Bản nó cũng có những cái nhịp giảm điểm những cái nhịp giảm điểm nhẹ à, hay là gì hay là căng thẳng cái công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc thì chứng khoán châu Á hầu như là ngày hôm nay à, chứng khoán châu Âu mình nhìn à, chứng khoán châu Âu thì tăng mạnh à, nhưng mà chứng khoán châu Á thì lại giảm điểm à, chứng khoán châu Á thì lại giảm điểm bởi vì bản chất là ở Trung Quốc à, nó có một, tức là có một cái thông tin nó có một cái thông tin, à, nó có một cái thông tin. Đây. ở Trung Quốc có một thông tin là gì à là tổng thống Donald Trump thông báo rằng gì là sẽ cân nhắc áp định hạn chế xuất khẩu đối với SMIC thì SMIC lại là một trong những doanh nghiệp tức là một phần quan trọng của tức là trong cái tham vọng xây dựng ngành bán bán dẫn của nội địa của Trung Quốc thì đây là một cái thông tin đã làm cho cái cái cổ phiếu này nó giảm rất là sâu nó giảm đi một phần năm giá trị của nó là giảm 22,88 phần trăm thì có thể nói là ở những cái ngành ở những cái nền chứng khoán như là Trung Quốc hay là ở Mỹ thì nó sẽ không có cái biên độ tức là cái biên độ của nó sẽ không như Việt Nam là chúng ta tối đa là giảm sàn là 7 phần trăm ở sàn HOSE hay là 10 phần trăm ở sàn Upcom, thì tức là 10 phần trăm ở sàn Hanit thì nó sẽ không có những cái biên độ đó cái điều này làm cho những giá cổ phiếu khi mà nó bị bán tháo thì nó sẽ bị bán rất là mạnh bán rất là mạnh hầu như nó giảm tới một phần năm giá trị vốn hóa của cổ phiếu này thì đây cũng là một cái thông tin khá là tiêu cực hay là việc hay là việc về giá dầu thì có thể nói là khi mà gì à, khi mà ngày nghỉ lao động 7 tháng 9 là cái ngày biểu tượng cho cái sự kết thúc mùa cao điểm đi lại cũng như là gì là thị trường năng lượng sẽ dư cung hơn và lực cầu xíu là cái yếu tố thứ nhất à, cái yếu tố thứ hai là gì trước đó là OPEC tức là khi mà OPEC nó vừa nới lỏng lại cái À, cái hiệp định giảm sản lượng của mình tức là trước đó thì thay vì giảm 9,7% triệu một thùng thì nó chuyển về và nó giảm chỉ còn là 7,7 triệu, triệu triệu thùng thôi tức là 7,7 triệu thùng trong một ngày thôi từ tháng 8 thì khi mà cái lực cung à, khi mà cái lực cung nó tăng ra tức là cái việc cắt làm cắt giảm sản lượng nó giảm thì bắt đầu là gì là cung dầu tăng à cung dầu tăng tuy nhiên là nếu mà gì tức là cầu dầu nó không có được phục hồi tức là nó không đáp ứng được cái lực cung á, thì cung lớn hơn cầu làm giá dầu sẽ giảm thì trong cái phiên chốt phiên ngày 4 tháng 9 thì giá dầu vào ren đã giảm là 3,2% à xuống là 42,66 đô một thùng tương tự là đa đa số những cái à, những cái dầu khác như là dầu tương lai WTI thì nó cũng đã giảm 3,9% đó à. thì hay một cái hay một cái khác nữa là về thông tin của đô la thì đồng đô la cũng đã có những cái nhịp tăng điểm tốt tức là khi mà đô la tăng thì thông thường nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những cái giá à, giá hàng hóa và kim loại bao gồm bao gồm cả vàng à, thì vàng nó cũng đã bắt đầu có những cái nhịp giảm điểm khi mà đô la nó bắt đầu tăng khi mà đô la tăng đặc biệt là trong cái thời điểm mà gì là phép phép à, duy trì lãi suất À, phép duy trì lãi suất là 0% trong 3-5 năm tới à, thì Thật ra thì về vàng thì em đánh giá là trong trung hạn, ở à, trong trung hạn thì vàng vẫn có khả năng sẽ tăng và có khả năng sẽ tăng khi mà dòng tiền còn bơm ở ngoài thị trường rất là nhiều Ở chứng khoán Mỹ Tức là khi mà dòng tiền bơm ở ngoài nhiều Và chứng khoán, à, chứng khoán nó bị chốt lời Chứng khoán bị chốt lời thì dòng tiền thoát ra khỏi thị trường à, Thì nó sẽ tìm đến những cái kênh đầu tư khác à, như là đô la hay là vàng à, Thì cái này thì mình cũng cũng nên biết là nhà đầu tư thì họ thường có xu hướng là tìm kiếm những kênh đầu tư à, mang lại lợi nhuận tốt trong thị trường thì họ sẽ cân nhắc và đặc biệt là khi mà cái kênh trái phiếu lãi suất của nó khá là thấp thì họ sẽ tìm những cái kênh khác như là chứng khoán hay là vàng hay là đô la đó là những cái kênh trú ẩn rất là an toàn của dòng tiền hay là WHO nó cảnh báo là gì là không có vaccine đại trà trong nửa năm đầu 2021 thì thật ra về cái thông tin về Covid thì nó thực ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều À, tới những tâm lý nhà đầu tư nữa rồi à, bởi vì đa phần nhà đầu tư mình đã đã bị quen tức là mình đã quen với những cái thông tin về covid rồi à, trước đó sau cái ca nhiễm đầu tiên sau cái, cái ca nhiễm đầu tiên sau 100 ngày à, thì chúng ta có những cái tính chất là hoảng loạn à, nhà đầu tư cũng hoảng loạn bán tháo ra à, tuy nhiên chính là cái những cái nhịp này những cái nhịp bán tháo này chính là cái, những cái cơ hội để nhà đầu tư tức là những cái những cái tổ chức người ta gom hàng lại à, là hai phiên giảm 3 đến năm phần trăm thì cũng là hai phiên mà có khối lượng cao nhất trong thời gian gần đây thì đây chính là cái phiên mà khối ngoại họ liên tục mua ròng vào không phải liên tục mua rồng vào thì nó cũng đã tạo một cái vùng đáy ngắn hạn quanh vùng 780 nó thì nó đã kéo một cái nhịp tăng 120 điểm tăng 120 điểm liên tục hầu như là không có điều chỉnh quá mạnh không có điều chỉnh quá mạnh mà chỉ hình thành những cái vùng tích lũy trở lại khi mà gặp những ngưỡng kháng cự thôi thì cái phiên ngày hôm nay nó bị chốt lời khá là nhiều khi hôm nay bị chốt lời khá là nhiều thì nhưng mà đặc biệt là ở những cái phiên mà thị trường giảm thì khối ngoại lại mua rồng không phải là mua rồng thì đó là cái đặc điểm khối ngoại chúng ta tức là khối ngoại họ họ sẽ là mua đỏ và bán xanh mua đỏ và bán xanh đó là cách mà họ chơi Hả? Rồi họ trend. Ngày hôm nay không ngoại mua rồng khoảng 50 tỷ Tuy nhiên thì tự danh là sau một chuỗi mua rồng rất là nhiều Thì ngày hôm nay họ buộc phải bán rồng Khi mà có rất là nhiều những mặt cổ phiếu cho cái dấu hiệu chốt lời Vì nhìn cái đồ thị của mình đó. Hầu như là duy trì trên cái mốc 900 Trong suốt ngày luôn Tuy nhiên chỉ bắt đầu sau 2 giờ Sau 1 giờ Thì các được chốt lời bắt đầu đã Bắt đầu nhiều lên Thì khi đó đã làm cho thị trường chúng ta giảm tới 1,5% Là một cái mức giảm rất là lớn và đây là một cái dấu hiệu kéo xả rõ rệt, à, một cái dấu hiệu kéo xả rõ rệt. Thì, nhìn chung là nãy giờ à, thì mình cũng đã đi qua được cái kịch bản tức là những cái góc nhìn về thị trường và một số những cái tin tức, những cái thông tin mà em đánh giá là nó có tác động à, khá là tiêu cực, à, một phần nào đó là tiêu cực tới thị trường. à tuy nhiên, à, tuy nhiên em cũng đã nói là gì? À, là khi mà thị trường nó bắt đầu có những cái nhịp hoảng loạn, tức là nhà tư hoảng loạn thì chúng ta cũng nên bắt đầu bình tĩnh, chúng ta bắt đầu bình tĩnh, bởi vì thị trường là không dành cho số đông thị trường không nhìn cho số đông. À, ngày hôm nay là một ngày phân phối chúng ta không phủ nhận điều đó. À, tuy nhiên trong quý lý thuyết của William O'Neill à, thì khi xuất hiện ngày phân phối, à, tức là có thể xem nếu mà chúng ta xét luôn, à, cái ngày hôm à, 14 tháng 8 là một ngày phân phối nữa. À, thì thị trường nó đã, đã có nó đã, đã có ba ngày phân phối. À, là phiên 14 tháng 8, à phiên 20 tháng 8 à, và phiên ngày 7 tháng 9. À, thì khi thị trường có ba ngày phân phối à, thì chúng ta bắt đầu là gì? Là phải đề phòng rồi. À, bởi vì bốn tới năm ngày phân phối trong vòng 5 tuần giao dịch à, thì đó là cái dấu hiệu của thị trường đảo chiều à, và tạo đỉnh thì anh chị phải hết sức lưu ý cho em là chúng ta phải phải đưa tài khoản về tỷ lệ an toàn. À chúng ta tức là giảm bớt margin cũng như là gì? À, cũng như là chốt lời một số những cái mã cổ phiếu. À, chúng ta cũng nên bán ra một số những cái mã mà nó gì? nó vi phạm những quy tắc của mình. Ví dụ như là gãy nền. À, gãy nền thì khá là khá là nguy hiểm. Bởi vì những cổ phiếu gãy nền chứ là những cổ phiếu gì? cái lực cung của nó áp đảo được cái lực cầu tại những cái vùng hỗ trợ. À, thì khi đó khả năng cổ phiếu nó rơi nữa rất là cao. À, khả năng rơi nữa rất là cao thì VNDAX chúng ta khả năng ngày mai nó sẽ rơi về những cái vùng 770, 780 và sau đó chạm có thể là chạm lại MA20 nếu mà lực bán tháo lớn và, và em kỳ vọng là một cái nến rút chân vào phiên ngày mai sẽ là một kịch bản tốt tức là một kịch bản khá là đẹp cho thị trường còn xét về những phân tích kỹ thuật thì ngày hôm nay là một phiên khá là xấu khối lượng cao, đóng nến hầu như là gì? là không có đuôi nến trên, tức là cái đuôi nến trên khá là nhỏ so với thân nến và nó che phủ, nó che phủ đi hai phiên ngày hôm trước đó đây là mô hình nến nhấn chìm giảm, nhấn chìm giảm một cái nến dài bao phủ cả hai cái nến trước đó thì khả năng rất là cao phiên ngày hôm mai, phiên ngày mai đầu phiên nó sẽ tiếp nhịp giảm của mình Tuy nhiên những cái vùng hỗ trợ phía dưới này như là MA200 hay là MA10 này cũng sẽ là những cái vùng điểm tựa cho nhà đầu tư chúng ta khi mà có những cái lực cầu bắt vào, khi mà có những cái lực cầu bắt vào Thì em vẫn luôn nói với anh chị là gì? Chúng ta đầu tư chúng ta không nên hoảng loạn Chúng ta không nên hoảng loạn, chúng ta phải bình tĩnh xử lý xem là những cái tình huống này À, là những cái cổ phiếu của mình như thế nào bởi vì bản chất là em đã nói là trong thị trường này à, 3 phần tư cổ phiếu là biến động theo thị trường chung thì vẫn còn 1 phần tư cổ phiếu là nó sẽ còn tăng điểm được tức là nó đi ngược với thị trường chung khi mà thị trường chung điều chỉnh thì chúng ta phải tìm xem là 1 phần tư cổ phiếu đó là những cổ phiếu nào à, thì thời gian tới là em sẽ cùng phân tích với anh chị xem là những cổ phiếu nào nó sẽ mạnh hơn thị trường ngày hôm nay một số nhóm ngành thì bị chốt lời em cũng đi qua một số những cái nhóm ngành ví dụ như là về hàng không hàng không thì ngày hôm nay đa phần là gì vì chốt lời với khối lượng khá là cao anh chị nhìn chốt lời với khối lượng khá là cao và thủy sản chúng ta cũng đã nói rồi thủy sản là một cái những mà cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong cái nhịp tới đặc biệt là NV nè NV ngày hôm nay với khối lượng cao và đóng cửa cao nhất phiên thế này thì khả năng là khả năng là nếu mà nó break luôn nếu mà nó break luôn kháng cự ở đây là cái vùng giá quanh vùng 17.95 18 á là nếu mà ngày mai mà nó tiếp tục xanh điểm thì khả năng nó sẽ hướng vào những cái vùng phía trên này là quanh vùng giá là 19 2 19.3 đây là fmc fmc thì ngày hôm nay bị chốt lời nhiều rồi anh chị có hàng người ta bán ra anh ta chốt lời được rồi CMX thì ngày hôm nay cũng tích cực à, CMX cũng tích cực tức là nó là nó break cái ngưỡng kháng cự này với khối lượng cao à, thì cho thấy là cái lực cầu cái lực cầu tham gia rất là nhiều à, và đây là một cái dòng tiền lớn thì chứng tỏ là dòng tiền này là dòng tiền của tổ chức à, chứ là nhà tư nhỏ lẻ chúng ta không thể nào tạo được những cái nến với khối lượng cao thế này đâu à, đây là một cái dòng tiền rất là lớn và hiện tại cái 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 đường rò của nó cũng đang bắt đầu dốc lên à, dốc lên à, thì chúng ta có thể là theo dõi những cái mặt phiếu này dịch mai thì anh chị thấy nó cũng bị chốt lời nè, bị chốt lời nhiều y tế mình cũng nói y tế ngày hôm nay khá là xấu hệ tiêu cũng khá là xấu tức là nó cũng không có không có những cái yếu tố quá nhiều để mình nói tới ban thì ngày hôm nay là gãy khá là xấu rồi đa phần những mà cổ phiếu mà gặp kháng cự đều rơi đều rơi cao su cao su thì ngày hôm nay đánh giá thì về nông nghiệp thì ngày hôm nay có HAG và hng hai mã cổ phiếu này thì bản chất thì hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu bao cung thôi hai cổ phiếu bao cung thôi nên chị nào tham gia chúng ta nếu mà ngày hôm nay chị có mua thì chị cũng nên bắt đầu là cân nhắc mà chúng ta canh những cái vùng t 3 về có lời thì mình nên chốt hay bởi vì những cổ phiếu này nó rất là rủi ro anh chị nhìn là ở những cái vùng này nè à, rất là nhiều những nhà đầu tư người ta mua ở đây và người ta kẹp hàng và khi anh chị khi nó kéo lên một cái thì anh chị gặp một cái áp lực bán lớn liền tức là nhà đầu tư kẹp hàng ra thì khi mà họ hòa vốn thì họ bán ra thì khi đó chúng ta sẽ rất là rủi ro khi mà anh chị nắm giữ nhưng mà cái cổ phiếu này và chứng khoán ngày hôm nay cũng rơi rất là sâu và chứng khoán thì thông thường sẽ đi chung với thị trường chứng khoán ngày hôm nay rồi sau, à, chỉ có mã là vix thôi. À, chứng khoán ib thì ngày hôm nay là tăng trần. À, ngày hôm nay là tăng trần. À, thì chúng ta có thể theo dõi mã cổ phiếu này. À, tức là hiện tại nó vẫn mạnh hơn thị trường rất là nhiều. Anh à, chị nhìn. Tức là trước đó hầu như là những cái nhịp tăng của nó à, nó tăng trần và nó nó giữ giá đi ngang ở những cái vùng phía dưới này. À, và phiên ngày hôm à, ngày hôm 27 tháng 8 là một phiên cho thấy là là nó đang bắt đầu là có những cái nhịp bước phá đi lên à, với sự tham gia của dòng tiền. À, và cái chỉ số RS này cho thấy là đây là một cổ phiếu rất mạnh so với thị trường. À, nó dốc lên anh chị dốc lên rất là cao nè à, tương tự nhưng mà cổ phiếu khác thì ngày hôm nay cũng bị chốt lời FPT ngày hôm nay khá là xấu FPT ngày hôm nay khá là xấu khả năng FPT sẽ về về những cái vùng giá phía dưới này à, vùng quanh giá quanh 48 ngày mai bốn à, về 48 tức là nếu mà chạm về 48 mà có rút chân đó, tức là khi mà có thể trong phiên nó giảm về dưới 48 luôn à, quanh vùng đâu đó là vùng 40 47 47.5 năm à, tuy nhiên có thể là cuối phiên nó kéo lên giá nằm trên 48 tức là đâu đó quanh 48 thì nó sẽ tích cực CMG thì hôm nay cũng không có không có quá xấu nha vậy nên CMG ngày hôm nay rút chân lên khá là tốt nè chúng ta phải để ý những cổ phiếu này tức là những cổ phiếu mà ngày hôm nay thì trường rơi á, mà nó không rơi á thì cho thấy là một lực cầu đỡ khá là tốt PAO ngày hôm nay thì khá là xấu hỗ trợ hiện tại có ba là quanh vùng giá 10 à, quanh vùng giá mười thì khả năng nếu mà PAO á nếu mà PAO mà nó không gãy nó không gãy vùng giá 9.9 9.8 nó thì chỉ có hàng vẫn giữ được vẫn giữ được dầu khí thì ngày hôm nay cũng có thể nói là bị chốt lời nhiều à, bị chốt lời nhiều có nhưng mà cổ phiếu như là gas nó gãy nó gãy luôn em mai hai của mình nó gãy xuống và với khối lượng khá là cao thì đó là một số những cái dòng mà em đi qua về cơ bản còn nếu mà anh chị nào mà anh chị thắc mắc về cái mã cổ phiếu của mình đó thì tại vì thông thường thì em chỉ livestream vào hai ngày và ngày thứ tư và ngày thứ bảy thôi những ngày còn lại thì em sẽ làm video thì chị có thể là nhắn qua cái cái số zalo cho em để em có thể là giải đáp cho anh chị mình giải đáp cho anh chị mình Giống như là sáng này nè anh chị nhìn này em có viết cái bài nhận định đó và rất là nhiều anh chị nhà đầu tư mình đọc được thì chúng ta cũng bắt đầu căng chốt ra căng chốt lời dần à <laughs> thì À, có thể là video mình sẽ à, tức là mình sẽ làm video khá là ngắn thôi để anh chị mình có thể dễ dàng theo dõi à, thì có thể là video mình sẽ kết thúc ở đây à, anh chị nào xem video thì anh chị nhớ bấm là like cũng như là subscribe kênh à, để em có thêm động lực để em tiếp tục làm những cái video kế tiếp để nhận định về thị trường à, để giúp anh chị mình có được những cái góc nhìn à, về thị trường để chúng ta có thể là gì à, quản trị rủi ro cũng như là là tối ưu hóa lợi nhuận của mình à, trong những cái thời gian tới ha. thì ở phía dưới này em có để một cái link à, là link zalo à, cái room tư vấn miễn phí của mình anh chị vào đây thì em sẽ là đây là một cái room mà hỗ trợ anh chị cùng rất là nhiều anh chị ở đây nè ở đây có khoảng là hơn 300 anh chị thì bắt đầu sắp tới em sẽ lọc room dần tức là về bản chất thì em quan trọng chất lượng số lượng tức là khi mà nhiều quá thì chúng ta cũng không kiểm soát được thì em sẽ bắt đầu lọc dần thì khi đó anh chị mình có thể vào và anh chị nếu mà anh chị thấy lâu quá mà em chưa xếp thì anh chị có thể là nhắn tin với em bởi vì cũng khá là nhiều anh chị mình tham gia thì mình cũng phải anh cũng phải bắt đầu chọn lọc dần à, chọn lọc dần hoặc là dưới đây có một cái room tư vấn là room tư vấn phái sinh ở đây cũng là một room tư vấn thường và miễn phí của em còn nếu mà anh chị đã muốn đồng hành cùng em, tức là tham tức là muốn về với team của em và nhận khuyến nghị hàng ngày, cũng như là những cái những cảnh báo, những cái phân tích kịp thời thì anh chị có thể là tham gia room VIP. Thì đây là một cái room một cái room mà em dành để phục vụ khách hàng của mình, tức là những khách hàng bên VPS của em. Thì anh chị có một cái link này, anh chị bấm vào cái link phía dưới này. Thì ở đây có một cái form, một cái form điền và thông tin. Thì anh chị có thể là fill hết tức là mình điền hết thông tin vào đây và sau đó anh chị nhắn nhắn cái số Zalo cho em để em biết để em hỗ trợ anh chị mình mình vào room VIP thì đó là cái, cái phần mô tả dưới đây em có để thì anh chị có thể là, là, là mình tham gia vào để mình cùng nhau mình trao đổi mình chia sẻ với nhau những cái kiến thức những cái kinh nghiệm về thị trường thì khi đó là mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì là đầu tư tốt hơn và kiếm tiền được trên thị trường này thì rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và gì và ngày mai sẽ là một ngày giao dịch thuận lợi của mình ha và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp